một trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi vào viện về tình trạng nhiễm seton trên nền đái tháo đường mới phát hiện. Tôi bác sĩ Nhân xin chào khán giả. Bệnh viện chúng tôi vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi vào viện về tình trạng nhiễm seton trên nền đái tháo đường mới phát hiện. Thì sau khi quá trình thăm khám và cũng như những xét nghiệm cận lâm sàng thì chúng tôi chẩn đoán đây là cái trường hợp đái tháo đường type 1. Lúc ở nhà thì bệnh nhân có triệu chứng là buồn nôn, nôn mửa, và trước đó 1-2 ngày thì có tình trạng tiểu nhiều, và bệnh nhân cảm thấy mệt rất là nhiều cho nên vào viện. Tuy nhiên vào viện tình trạng là bệnh nhân mệt lả. Khi mới bắt đầu phát hiện thì trong người mình có triệu chứng như là mình mệt mỏi, uể oải, mình cũng có cảm giác đói. Cái triệu chứng mà đặc biệt nhất là thấy cổ họng nó khô, khan, khát nước. Mình uống nước hoài mà nó không có cảm giác đã khát. Mình cứ uống nước, uống hoài xong rồi cái mình uống nước rồi đi tiểu, rồi cái bị mất ngủ, rồi không có ngủ nghe gì được chứ. Chúng tôi tiến hành xét nghiệm và định lượng đường huyết bệnh nhân vô rất là cao. Rồi sau đó chúng tôi truyền theo phác đồ điều trị nhiễm seton. Sau theo dõi 3 ngày thì tình trạng bệnh nhân ổn và xuất viện. Qua mấy ngày điều trị đây thì thấy trong người nó cũng sức khỏe như là hồi phục trở lại cũng 80-90%. Chủ đây là bác sĩ và nhân viên chăm sóc tận tình, chu đáo. Qua trường hợp này thì tôi có lời khuyên các quý bà con thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta cần phải đi tầm soát bệnh đái tháo đường mỗi năm. Bên cạnh đó, nếu chúng ta có những cái triệu chứng như ăn nhiều, tiểu nhiều và vẫn sụt cân thì chúng ta cần phải đi khám ngay để tầm soát coi mình có đái tháo đường hay không.